con sẽ cái từ này cái mà chị thích lắm nha. Thì hồi ấy nói là màu hồng rồi đó. Tập tiếng Anh là gì? Cái này là cái này gọi là cái lõi, nhưng mà bình thường là gọi là cái bình. Bình này, cắm màu hoa lên rồi. Cái này em phải cái chú hoa coi. Ủa cái bình hả? Như chú chân tường á. Có cái quả cà ở dưới lắp. Từ này là từ gì vậy? Chị sẽ tán dạng tiếng Việt nha. Bờ in. Bờ in. Bình. 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 Rồi, đặt tiếp. Bin. Bin mà. Bin. 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 Chữ bờ. Chữ bờ bạc hoa gặp. Bin. Bin. Pink. 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 Rồi, ok. Ờ. Cái này cũng mặc hoa gan nha. Cái này cũng mặc hoa gan nha. Em bờ đầu á. Là cái gì? Có nè, màu rất hay hết đó, màu rất hay hết đó. Màu tím. Chính xác. Màu tím này có xanh xanh. Hao cái này nó có màu đỏ đỏ. Kiểu màu đỏ đỏ. Đỏ. Tím tím đỏ đỏ hả? Ừ. Tím đỏ đỏ đó. Là nửa 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 đỏ. Sao nửa tím nửa đỏ được? Cái này nguyên màu tím. Mà nhìn nhìn thấy cái tía cái... hả? Ờ, màu tím người ta gọi màu tía. Ở cái này màu tía. Hình ảnh vô đó là gì? Con nhớ là có cái tim à. Cái bơ có bông kẹt vô cái bơ á. Không anh. Cái gì ta? Cái hình trái tim á. Bơ bồ. Cái này mà cũng là màu nhưng mà tím, màu này là màu tím xanh, không tím xanh, tím xanh. Tím xanh á. Ờ. Cái pha nó bị lệch á, pha lệch. Pha lệch. Violet. Ok, đúng. Giờ cái này. Cái sợi nhất cũng là gì ta? Yellow. Chính xác. Cái này cũng là gì mà những người già già phải có cái này mới đẻ. Cục vàng. Cục vàng nó đè con dê. Vậy con dê nó đè. Ủa con dê đè con dê thì cục vàng đè con dê chứ. Cục vàng đè con dê. Không, con dê trên cục vàng. Trên cái ngay cái đồ mà gold nó đập nó né từ đó chút xíu á, nó né là đã đập là gold. Không có tờ cuối á, không có tờ gì, không có đợt cuối, không có tờ ơ tơ miền tờ. Cái cuộc chuyện đó đọc là gì? Gold đọc cái quần jean. Đọc từ hình ảnh ra coi nó ra gì. Con gà đứng trong cái quần jean gì hả? Gà bán quần jean. Ủa gà bán quần jean hả ta? Rồi sao? Jean là đó được. Không, jean chứ crazy. Đúng rồi đó, nhưng mà gần gần giống rồi đó. À. Nhưng mà nó là màu vàng gì, màu vàng mà người giàu có đó là cái gì? Ủa? Rồi mà. Từ đó đọc là gì? Go. Tiếp theo là từ. À đọc chữ go rồi đó ha. Rồi ok, tới gà bán nguồn ghi đúng không? Đúng. Nãy giờ đọc là cái gì? Gold. Ghi. Ghi tới từ ghi. Tới từ gì? Con gà bán gì? Ghi. Đọc là cái gì? Màu xanh lá cây đọc cái gì? Ghi. Đúng rồi đó tiếp. Mệt quá giờ mệt quá. Gầy. Rồi tiếp theo. Tiếp theo nữa. Red. Red. Ó bán quần jean á. Không phải là con. Con ó là quần jean. Ó jean đó. Cái vớ. Tám tháng tám năm chưa giặt rồi hơi quá hơi rồi. Là. Con mã 1% pin rồi. Tiếp bây giờ sao mới tính? Nhanh đi. Tới cái gì? Từ gì? Mày nè. Mày này á. Cái bài silver. Đúng. Spot. Rồi cố lên. Có cái vỏ. Vậy cái thằng nhỏ tên là Lẩu. Thằng nhỏ tên là Lẩu. Tôi gọi thằng nhỏ tên là Phở.
không có nghe thấy đồ là gì? Cờ là cờ 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 cái quần này gọi là quần sọt. Quần sọt nó để vô cái nhanh lên nhanh lên nhanh lên hết pin. Có quả su hào su đúng giờ rác đi sọt sọt đúng gắn lên là kết white cus bát gì cái này là từ kính màu tím á, kính màu tím tím và để lớn chấm tím nữa đó, màu tím kính màu tím để lên hai rác gì hai rác dâng lên để dâng lên hết pin. Cái kính đọc sao, hình ảnh gì? Con gà la rồi xong có cái sấm sét nữa, la sần la sần cái kính màu tím, kính màu tím thì nó làm sao để lên kính màu tím tím màu tím à. Bờ Calaster nhắc hình ảnh màu tím cho nó ơi. Cái bờ 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 như cái bờ purple 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 vậy purple Calaster để lên bác bờ cái túi màu nâu á, cái túi màu nâu nâu cái túi màu nâu. Cái túi, mấy cái túi màu nâu. Thì em nói bác. Cái túi màu nâu. Cái túi màu nâu đọc là gì? Màu nâu đọc là gì? Cái mạ sô-cô-la. Hết pin luôn rồi.